đôi xe. Không, không thôi nhé, thôi không chơi nữa đâu. Bà không chơi nữa. Không, bà làm sao thế nhở? Không, không được. Này, đi tìm vợ đi. Ngồi đây đánh tam cúc với bà mãi không biết chán à? Không sốt ruột à? Liên quan không được, trời bôi bà. Không có vợ nào tự tìm đến mình đâu. Ok. Đi đi. Hôm nay em mới có cái cảm giác được chồng yêu xuống tận cửa để đón. Sao? Bây giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác người ở nhà chờ đợi là như thế nào chưa? Em bé bé cái mồm thôi. Bao nhiêu tuổi rồi hả? Anh đi đâu? Đi đâu? Ai đây? Cầm mồm. Mày kêu lên một tiếng, tao cắt cổ mày. Ông muốn gì? Tiền. Bỏ rơi con.